Hello, xin chào bác, em là Minh Tia Chớp đến từ Mr. Worldwide. Hôm nay em có về chiếc Seiko 5 Sport SBSA 143, một phiên bản Nhật nội địa. Các bác nhớ chú ý nhé, bởi vì phiên bản này nó sẽ có hai phiên bản. Một phiên bản sản xuất ở nước thứ ba và một phiên bản là Nhật nội địa. Thì có mã là SBSA 143. Thì đây là bản Nhật nội địa. Và mức giá thì phải nói là cực kỳ hợp lý luôn, chỉ có 4,8 triệu, như mới luôn. Nếu mà nói về Seiko 5 Sport thì đây cũng là một trong những dòng chiến lược của nhà Seiko. Tuy nhiên thì kích thước size của Seiko 5 thường sẽ là size 42-43mm. Tuy nhiên thì hôm nay chúng ta sẽ được trải nghiệm một mẫu Seiko 5 Sport mới ra mắt và kích thước size vừa phải hơn. Và hơn nữa về kiểu dáng thì trông nó cũng nhẹ nhàng hơn, không kiểu quá hầm hố như những mẫu Seiko 5 Sport khác. Vừa có thể đi chơi vừa có thể đi làm được, đi cà phê với bạn bè cũng được. Nói chung đây là một chiếc đồng hồ có thể tạm gọi là đa di năng, thiết kế theo kiểu dạng pilot, phi công của thế giới đồng hồ. Nhưng mà phải nói là kiểu dáng thì khá đặc biệt. Mẫu SBSA 143 này cũng là một cái mẫu rất là hiếm gặp trên thị trường đấy các bác nhé. Con này thì có thân vỏ full đen và cọc kim thì được mạ màu da cam, rất đẹp. Đi với chiếc đồng hồ này thì nó chỉ có mình đồng hồ và một chiếc hộp như thế này thôi các bác chú ý nhé. Đi theo nó sẽ là một bộ dây da, bên ngoài nó sẽ có một lớp vải để tạo ra cảm giác ấn tượng hơn cho chiếc đồng hồ. Một chiếc khóa cài với logo Seiko và được mạ PVD màu đen. Thì toàn bộ thân vỏ của chiếc Seiko 5 Sport này sẽ là màu đen nhám, có đánh phay xước, trông có cái gì đấy nó mạnh mẽ, nó manly hơn. Nó khiến cho chiếc đồng hồ chúng ta trông có cái dáng gì đấy nó thể thao hơn, nó bụi bặm hơn một tí, đúng không ạ? Với các thớ được đánh xước thì các bác sẽ cũng sẽ thấy chiếc đồng hồ chúng ta trông mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Đúng với tính chất của dòng Seiko 5, dòng quân đội đấy. Núm trơn các bác nhé, đánh phay xước này, khía răng cưa rất dễ thao tác này. Thay vì kích thước size 42 như những người anh em khác thì chúng ta sẽ có kích thước size vừa phải thôi, chỉ là 39mm thôi. Đây, 39 mm, hơn một xíu, không đáng kể. Độ dày 13 mm và lắc tu lắc rơi vào tầm khoảng 47. Nói chung là với cổ tay của anh em Việt Nam mình thì đeo cái size này thì quá là ổn rồi. Đây, cổ tay em 15.7, đeo rất ổn luôn các bác nhé. Đấy. Là một chiếc Seiko 5 thuộc diện gì đấy nó hơi thể thao một chút. Tuy nhiên thì chiếc đồng hồ này cũng là một chiếc đồng hồ với thiết kế cũng khá là nhẹ nhàng so với những chiếc Sport. Vì vậy mà chúng ta có thể phối với đồ sơ mi văn phòng đi làm được, đi chơi được, đi cà phê được. Đây có thể nói là một chiếc rất là đa di năng. Tất nhiên là với những chiếc đồng hồ này đi tiệc thì nó hơi có cái gì đấy nó không hợp lý lắm. Nhưng nếu mà là đi cà phê, đi làm, đi chơi thì em thấy nó cực kỳ hợp lý. Và với kích thước size 39 thì nó cũng rất là dễ đeo thôi. Thậm chí anh em cổ tay tầm 18 này, đeo vẫn rất là đẹp. Đây các bác nhé, dễ đeo lắm. Mà cái màu sắc của nó thì phải nói là cực kỳ nổi đúng không ạ? Toàn bộ thân vỏ dây đều là màu đen. Tuy nhiên thì nó lại có thêm những cái điểm nhấn cọc kim màu da cam rất là nổi trên cái nền đen đấy. Kính con này được trang bị là kính Hắc Lách độc quyền của nhà Seiko. Cái kính này thì nó chịu va đập rất là tốt. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn phải nói đến là nó sẽ có cái nhược điểm, đó là cái độ chống xước của nó không hoàn hảo như Sapphire đâu các bác chú ý nhé. Cho nên là nếu các bác dùng giữ được thì giữ, mà không giữ được thì cứ chơi khoảng độ 2-3 năm xước nhoe đi rồi chúng ta lên cho nó kính tráng Sapphire. Nói chung là nó cũng khá là rẻ, nó rơi vào tầm khoảng 400-500 nghìn thôi, nó không đắt lắm. Mà số con này thì nó cũng sẽ có màu đen nhám. Tuy nhiên cái điểm nổi bật nhất trên chiếc đồng hồ này đó chính là bộ cọc kim được trang bị ở đây, toàn bộ là màu da cam, rất đẹp và nổi bật. Đây, lắc cho các bác nhìn thấy kim nó chạy nhé. Cọc kim màu da cam nhé. Mẫu SBSA 143 này cũng là cái mẫu rất rất hiếm trên thị trường. Có thể nói những cái màu đen, màu xanh thì nó dễ kiếm hơn, nhưng mà màu đen da cam này thì cũng là một cái màu khá là khó kiếm. Lý do thì chắc cũng khá đơn giản thôi, thiết kế đẹp cho nên là thường thì những cái chiếc này thì được anh em lựa chọn rất là nhanh. Và những cái chiếc này thì các bác biết là cái giá trị kinh tế nó cũng không hề cao, cho nên thường thì anh em cũng để lại trong bộ sưu tập của mình chứ cũng không có nỡ bán đi. Đấy, và với một chiếc lướt độ mới đang còn rất là cao như này và mức giá chỉ có 4,8 triệu thôi, cũng là một cái mức giá mà các bác nên cân nhắc. Bởi vì con máy này thì con máy rất là ổn. Trong tầm giá này mà chạy 4 máy 4R36 thì em đánh giá đây là một con máy cũng rất là ổn trong tầm giá rồi.
Đấy, và thiết kế của con này thì các bác sẽ thấy là toàn bộ cọc số ở đây đó là cọc Arabic số học trò, nhưng mà thiết kế theo kiểu dạng 5-10-15 đấy, thiết kế đúng chuẩn pilot, kiểu dạng phi công đấy. 12 giờ có hình tam giác này, chuẩn phi công đúng không bác? Bộ kim cũng khá là đẹp và ấn tượng. Và thêm vào đó thì con này cũng sẽ được trang bị một bộ dạ quang phải nói là siêu tuyệt vời, dạ quang Lumi Bright siêu sáng của nhà Seiko. Con này cọc kim nó đã đẹp rồi nhưng mà dạ quang nó còn đẹp hơn nữa, các bác nhìn này. Đây, màu vàng cam rất đẹp nhé. Đó, các bác nhìn thấy màu xanh dương, xanh lá rồi nhưng mà vàng cam dạ quang thì chắc là các bác ít gặp đúng không? Đúng rồi, con này thì nó có một cái màu dạ quang rất đẹp, màu vàng cam. Phải nói là trên cái nền đen thì phải nói cọc kim của nó rất là nổi. Đó, bác nào đang tìm kiếm một chiếc đồng hồ với thiết kế mà nó dị dị một tí, vừa đi làm, vừa đi chơi, vừa đi cà phê được, thì đây cũng là một chiếc đồng hồ rất là đáng tiền đấy. Mức giá thì không quá cao. Seiko 5 Sport thì thường thì quả văng của nó sẽ không làm màu vàng như là những cái dòng preset đâu, các bác chú ý nhé. Serial number con này 559071 này, 4R36 automatic chống từ này, made in Japan, sản xuất lắp ráp tại Nhật, các bác chú ý nhá. Bởi vì phiên bản này nó sẽ có cả phiên bản sản xuất tại nước thứ ba nữa, là cái mã SRB thì phải, em nhớ không nhầm. Seiko này chống nước của nó lên đến 13 tương đương 100 mét này, thân thép không gỉ. Bộ máy này thì cũng là một bộ máy rất cơ bản trong tầm tiền này thôi. 4R36 chúng ta có 21.600 tần số hoạt động. Chữ code 40 41 giờ, automatic có hỗ trợ có tay dừng kim dây hacking stop đầy đủ, không thiếu một cái gì cả. Vành tóc con này được làm bằng hợp kim spon 100 từ Cuban và Nikkan thì chống từ phải nói là hoàn hảo, dẻo dai và chắc chắn. Nói chung là trong cái tầm giá này thì nó cũng không có gì để mà chê trách cả. Sai số phép bọn này là 25 đến 35 giây một ngày, nhưng mà thông thường nó sẽ thấp hơn rất là nhiều, các bác chú ý nhé. Rồi, một chiếc đồng hồ đẹp, màu sắc thì phải nói là vô cùng ấn tượng và mức giá thì rất rất phải chăng, chỉ có là 4 triệu 800 ngàn. Con này là siêu lướt đấy các bác nhé, mới 99,98%. Con này còn hộp thôi, các bác chú ý cho em nhé. Rồi, bảo hành 24 tháng, miễn phí tất cả các lỗi, riêng rơi vỡ bọn em hỗ trợ 50% và cam kết là đền gấp 10 nếu phát hiện nó fake. Mọi thông tin liên hệ em để phía dưới bên tiêu đề cũng như là mô tả sản phẩm. Tất nhiên đối với những sản phẩm Mitsubishi Watch phân phối thì bọn em sẽ có ưu có cọc trước từ 15 đến 20% giá trị của đồng hồ. Cái này thì mong các bác thông cảm cho em mình nhé. Xin chào các bác.